Sau gần một ngày xét xử, 18 giờ 10 phút ngày 4 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Hội đồng xét xử tuyên mức án thấp hơn mức án sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam; Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam; Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng; và Lê Thị Thu Hà là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng, dù không kháng cáo, nhưng trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thể hiện rất hối hận, đã hoàn thành việc bồi thường thiệt hại và nộp đầy đủ án phí, nên hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo Đặng Anh Quân, trong khi mức án sơ thẩm là 2 năm 6 tháng tù. Đối với ba bị cáo, Huỳnh Công Tân là trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, hội đồng xét xử tuyên mức án 1 năm tù, trong khi án sơ thẩm là 1 năm 6 tháng tù. Thời hạn tính từ ngày bắt đầu chấp hành án. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, trong đó bị cáo Nguyễn Phương Hằng được xác định là chủ mưu, bị cáo Đặng Anh Quân có vai trò giúp sức tích cực, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ba bị cáo còn lại phạm tội với vai trò hạn chế. Trong phiên tòa, các bị cáo ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn, các bị cáo có nhân thân tốt cũng đã khắc phục xong hậu quả vụ án và nộp án phí. Ngoài ra, các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác. Vì kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hà Ni, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm. Ngoài ra, bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hà Ni phải chịu án phí phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Theo hồ sơ vụ án, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thông qua 12 tài khoản mạng xã hội do bị cáo này quản lý, livestream, phát ngôn trực tiếp trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Các bị cáo trong vụ án đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định đối với 10 người gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hà Ni là nhà báo, luật sư, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.